Chiều 5 tháng 9, tại thủ đô Beograd của Serbia đã khai mạc hội nghị kỷ niệm 50 năm phong trào không liên kết tháng 9 năm 1961, tháng 9 năm 2011, tham dự hội nghị cấp ngoại trưởng phong trào không liên kết tổ chức trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 9, có 105 đoàn đại biểu thuộc 101 nước, trong đó có 80 đoàn chính thức. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh dẫn đầu. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Ai Cập, đồng thời là đương kim chủ tịch phong trào không liên kết, ông Mohamed Kamel Am đã điểm lại chặng đường 50 năm phát triển của phong trào không liên kết, đồng thời khẳng định phong trào đã giúp các nước đang phát triển gia tăng tiếng nói trong các quyết định toàn cầu. Trong lúc những nỗ lực nhằm mở rộng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thành công do vấp phải các vấn đề xung đột lợi ích và quan điểm, thì việc nâng cao vai trò của Đại hội đồng là cần thiết hơn bao giờ hết. Tổng thống nước chủ nhà, ông Boris Tadic, đã có bài phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự hội nghị lần này. Ông Tadic tuyên bố, sự có mặt của hơn 100 đoàn đại biểu tại hội nghị lần này cho thấy, phong trào vẫn tiếp tục thể hiện ý chí và mong muốn của các nước đang phát triển, nhằm thực hiện các nguyên tắc chủ chốt được thông qua cách đây 50 năm là đoàn kết và phấn đấu cho hòa bình, ổn định, độc lập dân tộc và phát triển. Có những thành tựu to lớn mà chúng ta đã đạt được. Chúng ta không được phép quên thế giới đã thay đổi như thế nào kể từ năm 1961 nhờ những đóng góp không nhỏ của phong trào không liên kết. Tổng giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva, ông Kasim Tomas Tokayev, đã đọc thư của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, trong đó đánh giá cao hoạt động của Nam trong 50 năm qua. Liên Hợp Quốc chủ trương phối hợp với phong trào không liên kết để ngăn chặn xung đột, giải quyết mọi cuộc tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Phong trào đã trở thành đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc trong cuộc đấu tranh chống đói nghèo, đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, cũng như tìm kiếm giải pháp hòa bình cho nhiều cuộc xung đột. Tại hội nghị Beograd lần này, các đại biểu tham dự sẽ thảo luận về những phương hướng hợp tác mới nhằm thúc đẩy tình đoàn kết và sự hợp tác giữa các nước thành viên, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng và giải quyết hòa bình các cuộc xung đột, tăng cường tính năng động và vai trò của phong trào không liên kết trên trường quốc tế, trước hết là trong việc phối hợp hành động về chính trị và kinh tế tại các diễn đàn đa phương trong tình hình mới. Bên lề hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Lương Minh đã có cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Angola và Bộ trưởng Ngoại giao Tunisia, tập trung bàn về các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ phong trào không liên kết, cũng như về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm. Cũng trong ngày 5 tháng 9, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định các dự án phát triển cơ sở hạ tầng sẽ là một phần trong kế hoạch tạo việc làm của chính phủ Mỹ trong thời gian tới. Phát biểu nhân ngày lễ lao động của Mỹ trước khoảng 13.000 thành viên nghiệp đoàn lao động tại trung tâm ngành công nghiệp ô tô ở Detroit, bang Michigan, Tổng thống Obama nhấn mạnh: We're fighting for good jobs with good wages. Chúng ta đang đấu tranh vì công việc tốt, với mức lương tốt. Chúng ta đấu tranh cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vì một quỹ lương hưu an toàn, ngay cả khi bạn không giàu có. Chúng ta nỗ lực để con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta khôi phục lại sự an toàn của tầng lớp trung lưu, xây dựng lại nền kinh tế theo cách của người Mỹ, dựa trên thế cân bằng, sự công bằng và thiết lập các quy tắc cho tất cả mọi người. Tổng thống Obama đưa ra việc xem xét chi tiêu cơ sở hạ tầng mới và gia hạn việc cắt giảm thuế lương bổng như một phần trong gói công việc sẽ được công bố trong tuần này và kêu gọi Đảng Cộng hòa đối lập cùng tìm ra những điểm chung. Thứ năm tới, chúng ta sẽ thiết lập một cách thức tạo thêm nhiều việc làm mới để phát triển nền kinh tế. Trên khắp đất nước, chúng ta có nhiều cây cầu và con đường cần xây dựng lại. Chúng ta có các công ty tư nhân với đầy đủ thiết bị và nhân lực để thực hiện công việc này. Hơn 1 triệu công nhân xây dựng thất nghiệp đang sẵn sàng làm việc. Quốc hội cần đặt trọng tâm vào vấn đề việc làm và nền kinh tế. Bài phát biểu về việc làm dự kiến đưa ra ngày 8 tháng 9 tới của Tổng thống Obama được đưa ra ngay sau báo cáo việc làm ảm đạm của Bộ Lao động Mỹ hồi tuần trước, cho thấy con số tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng 8 ở mức 0% và tỷ lệ thất nghiệp vẫn giữ nguyên ở mức 9,1%. Các dữ liệu này đã làm dấy lên lo ngại nền kinh tế mong manh của Mỹ có thể sẽ trượt trở lại vào vòng suy thoái. Chỉ 2 năm trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở Đức, liên minh cầm quyền hiện nay ở Đức giữa Đảng Liên minh Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo và Đảng Dân chủ Tự do đã chịu thất bại trong 6 cuộc bầu cử địa phương tổ chức năm nay. Trong cuộc bầu cử nghị viện tại bang nghèo nhất nước Đức, Mecklenburg-Vorpommern, đảng CDU của nữ thủ tướng Angela Merkel chỉ giành được 24% số phiếu ủng hộ so với mức gần 29% mà họ có được trong cuộc bầu cử ở bang này năm 2006.
Đây là kết quả tồi tệ nhất của đảng này tại bang Mecklenburg-Vorpommern từ trước tới nay. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ Xã hội SPD giành được 37%, Đảng Cánh Tả giành được 18%, Đảng Xanh được 8,4% và lần đầu tiên có đại diện tại nghị viện bang. Đặc biệt, Đảng Dân Tộc Đức NPD cực hữu, mặc dù bị mất phiếu nhưng vẫn giành được 6%, đủ để tiếp tục duy trì đại diện ở nghị viện bang. Thật tuyệt vời cho SPD, nhưng cũng là nỗi xấu hổ khi Đảng Dân Tộc cực hữu có đại diện trong nghị viện bang. Với kết quả bầu cử này, thủ hiến bang Mecklenburg-Vorpommern, ông Erwin Sellering thuộc SPD sẽ có vị thế mạnh hơn và có thể tiếp tục liên minh với CDU hoặc với Đảng Cánh Tả để cầm quyền. Đây là thất bại lớn đối với CDU, cũng được xem là thất bại cá nhân đối với Thủ tướng Merkel 2 năm trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở Đức. Giá vàng thế giới tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tuần bởi những lo lắng mới về nợ công ở châu Âu đã thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn. Chốt phiên mùng 5 tháng 9 tại cả thị trường Anh và Mỹ, giá vàng một lần nữa ở ngưỡng $1,900 một ounce. Đóng cửa phiên mùng 5 tháng 9 tại London, giá vàng giao ngay tăng 16,25 đô la Mỹ, tương đương 0,9% lên 1.900,25 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên giao dịch đã có lúc giá vàng tăng lên 1.903,52 đô la Mỹ một ounce. Trong khi đó tại New York trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 sau khi lên 1.908,4 đô la Mỹ một ounce đã quay về 1.902,9 đô la Mỹ một ounce và chốt phiên cao hơn 26 đô la Mỹ, tương đương 1,4% so với phiên cuối tuần trước. Trước đó, giá vàng thế giới đã chinh phục đỉnh cao mọi thời đại khi vượt ngưỡng 1.900 đô la Mỹ một ounce vào sáng 23 tháng 8. Khi đó, giá vàng thế giới đã thiết lập kỷ lục 1.917,9 đô la Mỹ một ounce ở vàng kỳ hạn và 1.913,1 đô la Mỹ một ounce vàng giao ngay. So với 835 đô la Mỹ một ounce của năm 1980, thì giá vàng hiện nay vẫn thấp hơn nếu điều chỉnh theo lạm phát. Mức đỉnh cao của năm 1980 so với giá vàng hiện nay vào khoảng 2.350 đô la Mỹ một ounce. Theo các chuyên gia kinh tế thế giới, vấn đề nợ công ngày càng nghiêm trọng của khu vực đồng euro cùng với tình trạng việc làm tồi tệ ở Mỹ sẽ tiếp tục đẩy giá vàng lên cao trong thời gian tới. Phần điểm tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của truyền hình Thông tấn.